Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 636-637, cái gì? Lão nhân này chính là lớn buồn lão nhân. Bắc Thiên vực tiến tâm lừng lẫy tán tu. Nghe đồn đại bi lão nhân chỉ là một kẻ phàm phu, về sau ngoài ý muốn thu được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là tại 30 năm trước đột phá võ hoàng cảnh giới, đem đã từng đắc tội máu của hắn mây pháo đài nhổ tận gốc, chém giết huyết vân pháo đài tam đại võ hoàng cường giả. Danh chấn mắt Thiên vực lại là hắn khó trách kẻ này như vậy có lực lượng đám người chấn động mãnh liệt nhao nhao kinh hô rõ ràng chấn kinh tại lão đầu thân phận đây là một cái ngoan nhân chỉ là một kẻ tán tu lại tu luyện đến bác giai trung kỳ tột cùng tu vi danh chấn bắc thiên vực càng là lẽ loi một mình hủy diệt bắc thiên vực rất có uy danh hoàng cấp thế lực huyết vân pháo đài là bắc thiên vực tán tu bên trong nhân vật thủ lĩnh cao thủ như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta e ngại lão đầu mặt, đậu đậu tiểu thuyết Đức. thedu cc như mướt đắng, không có chút nào bị nhận ra dương dương đắc ý, ngược lại là vẻ mặt đưa đám, u oán nhìn xem tần trần, tốt, lần này thân phận của mình đều bị nhận ra, bắt thiên vực là lăn lộn ngoài đời không nổi. Chờ sau đó muốn chạy trốn, đừng nói là đang đạo thành chờ không được, chính là bắt thiên vực cũng chờ không được, ai, thương hại hắn một kẻ lão đầu tử, đều tuổi tác còn muốn ly biệt quê hương đây là đã tạo cái nghiệp gì a à? đại bi lão nhân ngươi một kẻ tán tu lại tại ta đang cắt dương oai chẳng lẽ không sợ chết sao lư tu nguyên nghiêm nghị nói người có tên cây có bóng có thể không động thủ hắn tự nhiên không muốn cùng đại bi nhân vật như ông lão động thủ lão đầu vẽ mặt đau khổ nói ta đây cũng là không có cách nào người sống một thế cũng không thể nói không giữ lời a à. chư vị vừa rồi kỳ thực cũng là hiểu lầm mấy vị liền xin thương xót đem chúng ta làm cái cái rắm thả đi quên đi thôi. Đám người điên cuồng choáng. Cái này đại bi lão nhân thật đúng là lời gì đều nói đi ra, đường đường tán tu cao thủ, thế mà đem mình so sánh cái rắm, cũng coi như là lần đầu tiên, hừ, ngươi lập tức tránh ra, thánh tử đại nhân cao hứng phía dưới có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một con đường sống, thậm chí để cho ngươi đuổi theo cũng không nhất định, nếu là lại che chở tiểu tử này, liền đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Ai đại bi lão nhân thở dài, vì cái gì liền không thể thật dễ nói chuyện đâu, chém chém giết giết không tốt lắm. Cùng hắn nói nhảm cái gì, lư cung phụng, ngươi ra tay chế trụ hắn, mấy người các ngươi động thủ, sát tướng tiểu tử giết đi, có chuyện gì, ta tới khiên. Kim Châu Thánh Tử không nhịn được nói, hướng về phía bên cạnh mặt khác mấy danh vũ hoàng quát lạnh. Minh ngoan Bất Linh, Đại Bi Lão Nhân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lưu Tu Nguyên quát lạnh, trong nháy mắt lại lần nữa động, quanh, hắn toàn thân bộc phát kinh khủng chân nguyên, trong nháy mắt khí thế giống như là tăng vọt mấy lần, ông, một cổ kinh khủng vực giới kết giới trong nháy mắt bao trùm tới, hạn chế đại bi lão nhân ra tay, hắn biết muốn chém giết đại bi lão nhân gần như không có khả năng. Cho nên mục đích chỉ là ngăn cản hắn ra tay, mà ở lư tu nguyên xuất thủ trong nháy mắt, kim châu thánh tử bên người mặt khác ba danh vũ hoàng cũng trong nháy mắt động, sưu sưu sưu, tam đại lưu quan đồng thời bạo lướt hướng tần trần, trần thiểu. Một bên nam cung ly sắc mặt lập tức thay đổi, lên tiếng kinh hô, thế nhưng lại bất lực ai. Đại bi lão nhân thở dài một tiếng. Quanh, bỗng nhiên tránh thoát lưu tu nguyên gò bó, đồng thời hướng cái kia ba danh vũ hoàng một trưởng đánh tới, đối thủ của ngươi là ta. Lưu tu nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt phát ra hàng ý, rầm rầm rầm, trên người hắn khí thế càng lớn, khí thế ngập trời chấn nhiếp cửu thiên ngăn cản đại bi lão nhân ra tay song phương trong nháy mắt đụng vào nhau bộc phát ra kinh khủng sát cơ mà cái kia ba danh vũ hoàng bên trong hai người bị đại bi lão nhân đánh bay ra ngoài nhưng còn có một người nhưng trong nháy mắt đi tới tầng trần trước mặt cười thằng thạch quái dị âm thanh bên trong vỗ xuống một chưởng xuống dưới phanh tầng trần lập tức bị đánh bay một đường càng là đem đến bức tường cũng là sinh sinh đụng xuyên lúc này mới dừng lại bị vô số bụi mù cùng đá vụn bao phủ ha 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 đắc tội bản thánh tử hẳn phải chết kim châu thánh tử trương cùng cười to nói bị một danh vũ hoàng đánh trúng hắn không cho rằng tần trần còn có thể sống sót đại bi lão nhân cũng thở dài một tiếng đây là đan cát hắn cũng không thể đại khai sát giới bởi vậy lúc trước cũng là tận lực nhưng vẫn là không thể ngăn cản đối phương yếu như vậy ngươi là buổi sáng đi ra phía trước chưa ăn cơm sao đột nhiên một đạo tiếng cười nhạo vang lên. Nhưng Kim Châu Thánh tử tiếng cười to im bặt mà dừng, chỉ thấy trong bụi mù tầng trần chậm rãi đi ra, thế mà một điểm thương cũng không có, không chết. Đám người lộ ra chấn kinh chi sắc, cả đám trợn mắt há mồm, cái này rất kinh người, đường đường bác giai võ hoàng cường giả ra tay, thế mà không thể nhất kích xử lý một cái vũ vương ranh giới tiểu bối, cái kia lúc trước xuất thủ võ hoàng càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa mới chuẩn bị lại ra tay, Ông, đột nhiên hậu phương phòng thảo hạch bên trong truyền đến một cổ kinh người linh dược ba động. Là thất phẩm vương đang hình thành ba động, ân. Kim Châu Thánh tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay phòng thảo hạch bên trong lại còn có người đang thảo hạch dược vương, nhìn sóng này động, hiển nhiên là sắp luyện chế thành công, bất quá. Kim Châu Thánh tử rõ ràng sẽ không đem cái này để ở trong lòng, hướng về phía bên cạnh Võ Hoàng hừ lạnh nói, mấy người các ngươi tại sao vậy? giết tên tiểu tử đều giết không được. Còn không động thủ lần nữa. Thánh tử đại nhân chậm đã, bên trong có người ở khảo hạch dược vương, xin đừng đã quấy rầy đối phương. Càng quản sự cái trán càng đầy mồ hôi lạnh. Lúc này mới nắm lấy cơ hội, vội vàng chạy tới đạo, a da a, bây giờ phòng khảo hạch bên trong còn có người tại khảo hạch dược vương. Hơn nửa người kia thân phận tựa hồ có chút không tầm thường, biết được người này huy chương tin tức sau đó, trực tiếp tới chừng mấy vị đang cắt thực quyền trưởng lão nếu như khảo hạch bị quấy rầy Kim Châu Thánh Tử tất nhiên không có việc gì nhưng hắn tên quản sự này nhưng là muốn làm chấm dứt càng quản sự ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu Kim Châu Thánh Tử làm sao đem một cái quản sự để ở trong lòng vung tay lên liền lần nữa nói rầm 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 Lưu Tu Nguyên trên người mấy người khí tức lại lần nữa bộc phát khí thế kinh khủng giống như là đại dương mênh mông điên cuồng bao phủ ông. Đúng lúc này, phòng khảo hạch chỗ sâu đang dược khí tức càng thêm nồng đậm, một cổ vương phẩm đang dược khí tức trong nháy mắt ngưng luyện mà thành, tại đang dược ngưng luyện mà thành trong nháy mắt, người nào dám tại ta đang cắt bên trong nháo sự. Hừ lạnh vang lên, mấy đạo khí tức kinh khủng từ phòng khảo hạch chỗ sâu nhau nhau truyền ra, tràn đầy vô tận tức giận. Chính là vài tên tại khảo hạch đang cắt thực quyền trưởng lão, phía trước lư tu nguyên bọn họ động thủ sớm đã bị bọn hắn cảm giác được, chỉ bất quá đang đứng ở khảo hạch thời khắc mấu chốt, bởi vậy không cách nào phân tâm, bây giờ khảo hạch vừa kết thúc, lập tức nhao nhao quát lạnh, cường đại tinh thần lực điên cuồng vét sạch tới, khí thế kinh cũng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hô hấp vì đó cứng lại, thánh tử đại nhân. Lưu Tu Nguyên xoay người lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Kim Châu Thánh Tử, tiếp tục. Kim Châu Thánh Tử lạnh lùng nói, một bên lớn tiếng nói, mấy vị trưởng lão, ta chính là Ngụy Kim Châu, hôm nay có người đang ta đang cắt dương oai, muốn giết hại bản thánh tử, bản thánh tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự vệ, tiêu diệt hung đồ. Nếu là đã quấy rầy mấy vị trưởng lão, còn xin mấy vị trưởng lão thứ lỗi. Là Ngụy Kim Châu. Khang phó các chủ ái đồ. Lại có thể có người dám tại đang cắt đối với khang phó các chủ ái đồ động thủ, thật to gan. Vài tên trưởng lão sát ý lập tức giảm bớt rất nhiều, truyền đến giữa lẫn nhau trò chuyện nhưng ra tay ngăn cản ý vị ngụy lại rõ châu, ra đang cắt thang hữu minh phó các chủ ái đồ kỳ sư chính là bắc thiên vực đang cắt tam đại phó các chủ một trong đang đạo thành vốn là đang cắt thiết lập thế lực cái gọi là tam đại phó các chủ kỳ thực cũng là đang đạo thành tam đại phó thành chủ mỗi một cái cũng có khó lường thần uy là đang cắt tam đại trụ cột một trong đặc biệt là bây giờ đang cắt các chủ một lòng bế quan rất ít can thiệp đang cắt cùng đang đạo thành vận doanh mọi chuyện cần thiết, đều xuống để cho ba tên phó các chủ, cái này cũng dẫn đến ba tên phó các chủ thân phận địa vị càng đáng sợ, quyền thế cũng kinh khủng kinh người, cái này cũng là ngụy Kim Châu tiện tay liền có thể điều động đang các trung kỳ võ hoàng cung phụng lý do, thật sự là sư tôn hắn bối cảnh có chút dọa người. Lại càng không cần phải nói ngụy Kim Châu vẫn là đang các tam đại thánh tử một trong, tương lai có khả năng chấp trưởng đang đạo thành tồn tại, đối với dạng này người, ai dám tùy ý ngăn cản trong lúc nhất thời, lúc trước vài tên lên tiếng thực quyền trưởng lão tựa như là tập thể biến thành người khác đồng dạng, lập tức liền quyết định không nhúng tay vào, bất quá. Vẫn có một cái trưởng lão lạnh trên một tiếng, đạo, ngụy Kim Châu, ngươi nghĩ giáo huấn người có thể, nhưng đừng đem đan cắt làm cho chướng khí mù mịt, đan cắt cũng không phải của cá nhân ngươi địa bàn. Nghe được thanh âm kia, ngụy Kim Châu cười lạnh một tiếng nói, tiêu trưởng lão mà nói ta nhớ kỹ rồi, bất quá ngụy Mổ làm cái gì, còn chưa tới phiên tiêu trưởng lão để ý tới a à. đương nhiên tiêu trưởng lão gần nhất tâm tình không tốt ngụy mổ vẫn có thể hiểu dù sao tiêu trưởng lão nhất mạch văn thành thánh tử thế mà bị người chém giết tại đang đạo thành bên ngoài ai thực sự là họa vô đơn chí a à. bản thánh tử chữ nhật thành huynh mặc dù không như thế nào đối phó nhưng hắn tráng niên mất sớm bản thánh tử cũng thương tâm rất đâu hắn nói thương tâm khóe miệng lại vẽ ngoài nụ cười Ý dễu cực lộ rõ trên mặt giật vu ngôn biểu, căn bản không có nửa điểm che giấu, ngươi, quanh, một cổ khí thế đáng sợ cuốn tới, tiêu trưởng lão lập tức giận tím mặt, lan liệt sát ý kèm theo kinh khủng hàng ý, trong nháy mắt bao phủ lại ngụy kim châu, chung quanh rất nhiều các luyện dược sư nhao nhao lông mày cuồng loạn, mặc dù trước mắt đang cắt chỉ có ba danh thánh tử. Nhưng trên thực tế nguyên bản Bắc thiên vực đang cắt trong trụ sở chính, kỳ thực tổng cộng có bốn danh thánh tử, cái này bốn danh thánh tử bên trong ba người chính là tam đại phó các chủ ái đồ, còn có một người, nhưng là đang cắt bên trong một cái địa vị đặc thù trưởng lão chỗ thu, người trưởng lão kia tại mấy chục năm trước, kỳ thực cũng là đang cắt phó các chủ, nhưng bởi vì đệ tử phạm tội bị liên lụy. Trực tiếp bài xích trở thành trưởng lão, nhưng hắn mặc dù chỉ là một cái trưởng lão, có thế địa vị lại gần so với tam đại phó các chủ yếu hơn một tia, bất quá những năm này, vị trưởng lão này bị đánh đè lợi hại, tại đang các bên trong bước đi liên tục khó khăn, thế là tân tân khổ khổ bồi dưỡng được một danh thánh tử, muốn cùng tam đại phó các chủ cạnh tranh. Hơn nữa cái này danh thánh tử, tại tứ đại thánh tử bên trong, danh tiếng thịnh nhất, thiên phú cao nhất, cũng có hy vọng nhất đánh cho đang đạo thành y bác, nhưng ai biết, trước đây không lâu, người trưởng lão này bồi dưỡng ra được thánh tử vậy mà ngoài ý muốn vẫn lạc tại đang đạo thành bên ngoài, văn động toàn bộ đang đạo thành, một danh thánh tử vậy mà ngoài ý muốn vẫn lạc trong lúc nhất thời đủ loại tin đồn đều có đều cho rằng là đối phương không cẩn thận rơi xuống có thế nhiều người hơn ngờ tới cũng là bị người ám hại chuyện này tại đan đạo thành bên trong đã dẫn phát ảnh hưởng to lớn nhưng là khác thường bị tam đại phó các chủ trấn áp xuống trở thành một cọc mê an bài mà bồi dưỡng được văn thành thánh tử cái vị kia trưởng lão cũng là không gượng dậy nổi địa vị tràn ngập nguy hiểm tiêu trưởng lão chính là vị trưởng lão kia dưới quyền một cái đệ tử nghe kim châu thánh tử nói như thế ngồi châm chọc tự nhiên giận dữ trên người sát ý trong nháy mắt ngưng tụ như thật sắc bén lạnh lẽo tiêu trưởng lão đây là muốn đối với ngụy mổ động thủ sao ngụy kim châu cười ha ha một tiếng tại uy áp đáng sợ phía dưới không hề sợ hãi nơi này chính là đan Cát. tiêu trưởng lão mặc dù là cao quý trưởng lão nhưng ngụy mổ dù sao cũng là đan cắt thánh tử tiêu trưởng lão vô tội động thủ không sợ cho mình một mạch trước họa vào thân sao khi ngụy mổ khuyên nhủ tiêu trưởng lão một câu cũng đừng tự tìm đường chết hắn cười lạnh ngữ khí khinh thường căn bản vốn không đem một cái đan cắt thực quyền trưởng lão để vào mắt ngươi làm càng tiêu trưởng lão tức giận trên người hàng ý càng lớn hiển nhiên đã nhẫn nại không được lửa giận chỉ là không đợi hắn ra tay lúc trước lên tiếng mấy tên khác trưởng lão lại nhao nhao lên tiếng tiêu trưởng lão bất giận Kim Châu Thánh tử trẻ tuổi nóng tính, hà tất cùng hắn một phen kiến thức. Ngươi cũng nghe đến rồi, Thánh tử hắn bị người giết hại. Tức giận phía dưới, ngôn ngữ còn có, cũng là bình thường, vẫn là giảm nhiệt tốt hơn. Tại những này trưởng lão khuyên can phía dưới, Tiêu trưởng lão tự nhiên không có khả năng động thủ lần nữa, chỉ là lạnh trên một tiếng, dường như tức giận đến cực điểm, sư huynh, đó chính là cái gọi là Tam đại Thánh tử sao, quả nhiên cuồng ngạo bất quá sư huynh ngươi yên tâm lần này ta trở về bái kiến sư tôn còn mang đến một vị đại sư cố ý mang hắn đến đây bái kiến sư tôn nếu là sư tôn nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ rất là phấn chấn mà một đạo nhường nam cung ly có chút thanh âm quen thuộc cũng vang lên dường như tại cùng tiêu họ trưởng lão trao đổi cái gì thanh âm này nam cung ly biểu lộ sững sờ mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không đem bọn hắn đều bắt lại ngụy kim châu không thèm để ý tiêu trưởng lão rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa rơi vào tầng trần trên thân cười lạnh nói lư tu nguyên gặp mấy vị thực quyền trưởng lão cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại trong lòng lập tức nắm chắc nghe răng cười một tiếng sau đó mới độ nhào tới rầm 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 song phương lại lần nữa ra tay đánh nhau lần này lư tu nguyên mấy người càng thêm không kiên nể gì cả mục tiêu rất rõ ràng hạn chế lại đại bi lão nhân đánh chết tầng trần nhìn xem sắc mặt tái xanh đại bi lão nhân kim châu thánh tử trong lòng càng thoải mái xong xong đại bi lão nhân thở dài một đôi mắt hạt châu tích lưu lưu loạn chuyển đã suy nghĩ chạy thế nào đường xem ra lần này đánh cược một lần là cược sai chẳng những chọc giận đang cắt nhân còn đem mình kéo xuống nước triệu như hối tu vi thấp không cách nào tham dự chiến đấu cũng không ảnh hưởng hắn mở miệng gặp mấy vị thực quyền trưởng lão không có ra mặt ý tứ Lập tức gấp lớn tiếng nói, mấy vị trưởng lão, phản bối triệu như hối, người bị đuổi giết cũng là một cái luyện dược đại sư, cũng là đến này tiến hành dược vương khảo hạch, mấu chốt vị đại sư này niên linh mới chừng 20. Là thiên chi đang tử, hơn nửa lúc trước cũng là kim châu thánh tử đi trước động thủ, tầng đại sư bị thúc ép phản kích, còn xin mấy vị trưởng lão minh giám. Cái gì? Một cái mới chừng 20 tuổi đang đạo đại sư. Tới khảo hạch dược vương. Nói đùa cái gì? Triệu Như Hối, hẳn là cái kia trước đó không lâu vừa mới đột phá Dược Vương An xít A, chẳng lẽ hắn không biết lừa gạt trưởng lão? Sẽ có như thế nào hạ tràng sao? Hẳn là sẽ không tùy tiện mở miệng A. À? Cái kia Triệu Như Hối cũng là Dược Vương, sao lại không biết đang các quy củ như hắn nói là thật, một cái chừng 20 tuổi Dược Vương, tê, vài tên trưởng lão nhau nhau động dung, hít một hơi lãnh khí, xem ở khang phó các chủ mặt trên. Kim Châu Thánh tử quát tháo cũng liền quát tháo A, nhưng nếu như hắn chặn đánh giết là một gã trẻ tuổi dược vương. Hơn nữa còn là đi trước xuất thủ tình huống, cái kia ý nghĩa liền vì sao lại thành lập. Còn không phải là vì bảo đảm an Chem lợi ích, tạo thành một cái to lớn liên minh, nhưng bất luận cái gì võ giả cũng là không dám nhẹ đãi cũng bởi vậy, mới có an Chem bây giờ cái này địa vị siêu nhiên, có thế tại đang các bên trong truy sát một cái đan sư, hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi dược vương, đây là bực nào hoang đường sự tình nếu là khang phó các chủ tự mình ra tay vậy dĩ nhiên ai cũng không dám khuyên nhưng bây giờ chỉ là kim châu thánh tử cáo mượn oai hùng lại ở nơi này tùy ý truy sát trẻ tuổi an chem Sip, thậm chí đối phương còn có thể là dược vương tồn tại cái này lập tức liền đưa tới ba động bởi vì bắc thiên vực đang cắt các chủ không quản sự dẫn đến bắc thiên vực đang các bên trong thế lực rắc rối phức tạp cực kỳ hỗn loạn hôm nay tới khảo hạch các trưởng lão kỳ thực cũng không phải đến từ cùng một cái thế lực, giữa hai bên, tranh đấu rất nhiều, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không giả mù sa mưa khuyên can tiêu trưởng lão, không nói trước Kim Châu Thánh Tử tại đang các bên trong truy sát An Chem Sip, đã là phạm vào đang các quy củ, càng quan trọng chính là nếu như triệu như hối nói là thật. Bọn hắn có khả năng đem thiên tài An Chem Sip lôi kéo vào chính mình một mạch, tất nhiên sẽ cho mình một mạch tăng thêm không thiếu màu sắc, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là triệu như hối nói tới đều là thật, bất quá, cho dù không phải thật, bọn hắn cũng không cách nào ngồi nhìn Kim Châu Thánh tử tại Đan Các bên trong truy sát một cái An gême ship chuyện, chuyện này một khi truyền vào vũ vực Đan Các, tất nhiên sẽ đối với Bắc Thiên vực Đan Các tạo thành to lớn danh dự ảnh hưởng, thậm chí chịu đến Đan Các tổng bộ trừng phạt nghiêm khắc, dù sao, một cái thánh tử liền có thể đường hoàng tại Đan Các bên trong công khai truy sát một cái luyện dược sư khác, như vậy tại Đan Các bên trong tất cả anh ship nơi nào còn sẽ có cảm giác an toàn hôm nay ngươi có thể truy sát người khác. Vậy ngày mai có phải hay không có thế truy sát ta, tâm niệm đến nước này, nguyên bản yên tĩnh lại vài tên thực quyền trưởng lão lập tức lại lần nữa khoái động ra một cổ khí thế đáng sợ uy áp, hiển nhiên là phải chuẩn bị ngăn cản Kim Châu Thánh tử động thủ, cũng không chờ bọn hắn mở miệng, liền nghe được một đạo kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên, oanh, từ phòng thảo hạch bên trong bỗng dưng lao ra một thân ảnh. Bóng người kia nhìn thấy chiến đấu song phương sau đó, Lập tức thần sắc kinh hãi, hoảng sợ nói: "Trần Thiểu, quả nhiên là ngươi." Bóng người chính là Trác Thanh Phong, lúc trước ở bên trong tiến hành dược vương thảo hạch đúng là hắn, hắn cũng nghe đến bên ngoài giao thủ, nhưng bởi vì không biết giao thủ song phương là ai, cũng liền cũng không để ở trong lòng, nhưng vừa vặn nghe được Triệu Như Hối nói mới có chừng 20 đan đạo thiên tài. Hơn nữa họ tần sau đó, trong lòng lập tức hiện ra không ổn, vội vàng vọt ra quả nhiên phát hiện kia cái gì Kim Châu Thánh Tử đang đuổi giết nhân lại là Trần Thiểu, sư đệ, hắn là. Trác Thanh Phong sau khi kinh hô, một đạo hào phóng thân ảnh ở bên cạnh hắn rơi xuống, là một cái sắc mặt đỏ thắm nam tử trung niên, người này khí huyết thịnh vượng, nhìn xem Trác Thanh Phong nghi ngờ nói, người biết thiếu niên kia. Nhưng là cái kia tiêu trưởng lão, sư huynh, mau ra tay, người này chính là ta lúc trước nói tới, muốn dẫn tiếng cho sư phụ đang đạo đại sư, Trần Thiểu. Trác Thanh Phong lập tức vội vàng nói, cái gì? Hồng Nhượng Nam tử tiêu trưởng lão biến sắc, khiếp sợ nhìn xem tại võ hoàng công kích đến sắc mặt như nước tần trần, trong lòng cực kỳ rung động, đây cũng quá trẻ a, à, khiếp sợ trong lòng. Có thế động tác trên tay cũng không ngừng, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, cắm vào song phương bên trong, lập tức, một cổ khí thế đáng sợ chấn động, xinh xinh đem lưu tu nguyên trấn trụ, cái này khương trưởng lão lại cũng là một gã trung kỳ võ hoàng cường giả, lớn mật ngụy kim châu nhưng là giận tím mặt mắt lộ ra hàng ý tiêu gia lương bản thánh tử muốn giết người ngươi thế mà cũng dám ngăn cản chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo sư tôn đem ngươi một mạch đá ra đang cắt sao tần trần sải bước đi đi ra một phen giao thủ trên người hắn nhìn như chật vật có thế vậy mà hoàn toàn không bị thương nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy nộ khí hắn gặp qua không ít hoàng khố tử đệ đang đạo thiên tài có thế phách lối đến nước này Ngụy Kim Châu hẳn là phần độc nhất. Cuộc chiến này cùng với chính mình là thánh tử, sư tôn là đang các phó các chủ, cũng dám hoàn toàn không đem đan các quy củ để vào mắt, có thể nói là điên cuồng tới trình độ nhất định, Trác Thanh Phong bây giờ cũng vọt lên, Trần Thiểu, ngươi không sao chứ? Một con kiến hôi mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ có việc gì thế? Tần Trần cười cười, vỗ vỗ Trác Thanh Phong bả vai, ngươi khảo hạch thông qua dược vương. Thật đáng mừng. Trác Thanh Phong thở dài một hơi, nhìn thấy tầng trần trên thân không phát hiện chút tổn hao nào sau đó, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, không biết nói gì, Trần Thiểu, ngươi cũng đừng dễu cật ta, còn không phải chỉ điểm của ngươi. Bây giờ khác vài tên thực quyền trưởng lão cũng xuất hiện ở ở đây, thấy cảnh này, cả đám trợn mắt há mồm, lúc trước Trác Thanh Phong tại trong khảo hạch. Luyện chế được thất phẩm tĩnh tâm đan, bọn hắn mặc dù còn không có tuyên bố kết quả, nhưng trên thực tế trác thanh phong nhưng là cái đáng mặt dược vương chỉ bất quá còn chưa đi quá trình thôi nhưng bây giờ một cái như vậy dược vương thế mà bị thiếu niên kia giống vãn bối một dạng tán dương mà trác thanh phong thế mà không có nửa điểm ngượng ngùng thiếu niên này rốt cuộc là ai tiêu gia lương cũng không để ý tới ở đây chỉ là đối với ngụy kim châu lạnh lùng nói ngụy kim châu đang chắc không phải địa phương ngươi càng rỡ lăng tiêu gia lương chào ngươi gan to a à lại dám đối với khang phó các chủ ái đồ, ta đang đạo thành thánh tử nói như thế, ngươi còn có hay không nửa điểm lễ nghi tôn ti. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng thời một ánh mắt ưng chí lão giả. Xuất hiện ở Ngụy Kim Châu bên cạnh, mong trưởng lão ngươi tới vừa vặn, vừa rồi kẻ này đối với đệ tử động thủ, tiêu trưởng lão càng là ý thế hiếp người, bản thánh tử có lý do hoài nghi, đối phương là tiêu trưởng lão một mạch cố ý an bài tới đối phó bản thánh chết, mục đích đúng là muốn đem bản thánh tử đánh lén chém giết ở đây, còn xin mong trưởng lão ra tay nghiêm trị. Ngụy Kim Châu nhìn người tới, lập tức đại hỷ, người tới chính là sư tôn hắn khang phó các chủ phụ tá đắc lực, bây giờ đang cắt đứng đầu nhất vài tên thực quyền trưởng lão một trong, người này là Bắc Thiên Vực đang cắt chân chính đại lão, thất phẩm trung kỳ dược vương, đồng thời cũng là trung kỳ tột cùng võ hoàng cao thủ, là công nhận tương lai trong vòng mấy chục năm, có hy vọng xung kích phó các chủ ứng cử viên một trong, đám người lông mày cuồng loạn, từng cái trong lòng chột dạ, thậm chí cái kia vài tên muốn đi ra lôi kéo Tần Trần thực quyền trưởng lão cũng đều không lên tiếng, bọn hắn đều đã nhìn ra, Tần Trần cùng Tiêu trưởng lão một mạch tự hồ rất có ngọn nguồn, bây giờ đã không chỉ là Kim Châu Thánh tử cùng Tần Trần ở giữa tranh đấu, mà là đã biến thành Tiêu trưởng lão một mạch cùng thang phó các chủ nhất mạch tranh đấu, lại không để ý tới tin tường đầu mối phía trước bọn hắn không có khả năng tùy tiện nhúng tay ha ha chỉ là đang cắt thánh tử ngậm máu phun người bản sự cũng không nhỏ tần trần cười lạnh một tiếng kim châu thánh tử phải không chớ giác vàng trên mặt mình trần thiểu muốn tiêu diệt ngươi một đầu ngón tay là đủ rồi vậy còn cần phải đánh lén trác thanh phong cũng cười lạnh từ đâu tới gia hỏa nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao mong trưởng lão sầm mặt lại vanh khí thế đáng sợ tràn ngập trong nháy mắt trấn áp video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký